Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ sáu 28 tháng Giêng năm 2022. Trên cơm hàng ngày xin mời anh chị em quay trở ngược lại mấy ngày. Đó là ngày hôm thứ ba 25 tháng Giêng, lễ kính thánh Phaolô trở lại, hay còn gọi nôm na là lễ thánh Phaolô bị ngã ngựa. Hôm ấy tôi được đồng tế với một anh em trong dòng còn rất trẻ, đó là cha Nguyễn Khánh Sơn. Và tôi thấy thấm thía với bài chia sẻ tin mừng ấy. Đáng lẽ có thể chia sẻ lại với anh chị em sớm hơn, nhưng mà khi trở về lại Vũng Tàu, tôi bị cảm cúm khá nặng, nên hôm nay mới tạm tạm có sức khỏe để chia sẻ trở lại với anh chị em. Chắc chắn là tôi chia sẻ là không còn đúng được nguyên văn 100% như là cha Nguyễn Khánh Sơn đã chia sẻ, nhưng tôi xin cố gắng giữ đúng được hai cái ý chính của bài chia sẻ ấy. Trong sách Tông Ngụ Tông Đồ, chương 22 từ câu 3 đến câu 16, thì cha Nguyễn Khánh Sơn có lấy lại hai câu lời Chúa làm thành một cái chia sẻ rất là độc đáo. Thứ nhất, Ngài nói là khi Chúa Giêsu làm cho một cái luồng sáng tỏa xuống bao phủ lấy ông Phaolô, và ông ngã từ trên ngựa xuống lòa đôi mắt, thì Chúa Giêsu đã vặn hỏi, chất vấn ông Phaolô. Ngài hỏi là: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Có thể hiểu được một cái lời đó như là một cái lời than, một cái lời tha thiết cật vấn đấy, nhưng mà không có phải mang tính là kết tội nặng nề, nhưng mà là một lời tha thiết thắc mắc là tại sao ngươi lại bắt ta. Ngày hôm nay Chúa Giêsu hình như cũng đang cật vấn chúng ta, đang hỏi chúng ta cùng một câu hỏi như vậy: tại sao anh em lại bỏ rơi thầy, tại sao anh em lại phá thai, tại sao anh em lại cư xử tệ bạc với nhau, tại sao anh chị em lại có thể bất hiếu với cha mẹ, tại sao anh chị em có thể ruồng rẫy chính người yêu, người vợ, người chồng của mình, tại sao anh chị em lại bạc đãi những người nghèo, sẽ tạo ra bất công trong xã hội. Chúa Giêsu vẫn đang ở bên cạnh ta, Ngài không hề kết tội ta, Ngài không lên án, Ngài không nói nặng nề, nhưng mà như một tiếng thở dài, như một tiếng than, Ngài vẫn hỏi ta. Tiếng hỏi vang lên ở trong tâm khảm của mỗi người chúng ta, trước những nỗi đau của đồng loại, trước những cái bất công của xã hội. Trong đó có tiếng nói của Chúa Giêsu, Ngài hiện thân lên những người đau khổ, lên những người thấp cổ bé miệng, nên những người đang bị bóc lột và đối xử tệ hại. Xin hãy có được cái lỗ tai của tâm linh để chúng ta nghe được tiếng Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã nói với Phaolô ngày xưa. Ngày hôm nay Ngài cũng đang có thể gọi chính tên của tôi, gọi tính tên anh chị em, để hỏi là tại sao anh em lại bỏ rơi thầy, tại sao anh em lại phản bội thầy, tại sao anh em lại cư xử bất công với thầy. Và cha Nguyễn Khánh Sơn chia sẻ cái phần thứ hai, đó là lời của ông Phaolô. Ngài không hề lạy lục van xin hay là chối tội, nhưng mà Ngài lại hỏi lại Chúa Giêsu: lạy Chúa, con phải làm gì? Đây không lại là một cái lời của Phaolô ngày xưa, nhưng cũng lại là phải là một cái lời của chính chúng ta ngày hôm nay. Trước mọi biến cố xảy ra, mọi nghịch cảnh, mọi đổ vỡ, mọi thất bại, mọi hoang mang sợ hãi ở trong cuộc sống ngày hôm nay, kể cả những lỗi lầm mà chúng ta đã trót phạm, thì chúng ta phải đủ một cái sự sáng suốt và trông dựa vào chính Chúa Giêsu, và ta hỏi Ngài ngay, ta hỏi ngay từng lúc tức khắc: lạy Chúa, con phải làm gì đây? Chúng ta đừng để đến quyết định là ta phải làm, tôi phải làm gì, tôi sẽ làm gì để tôi xoay trở cục diện này, để tôi sửa lại lỗi lầm của tôi. Nhưng chúng ta có đủ một sự khiêm tốn để nói với Chúa: lạy Chúa, thú thật là con đã bất tay, mở bó tay, con xin hỏi Chúa, lạy Chúa, con phải làm gì đây? Và chắc chắn Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta một cái lời giải, Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đến một cái quyết định sáng suốt, để vừa xóa cái lỗi lầm của chúng ta đã trót phạm, mà lại vừa mở ra cho chúng ta một cái hướng đi để chúng ta làm tốt cho cuộc đời sống của mình, để chúng ta cư xử dễ thương, để chúng ta hàn gắn lại một vết thương nào đó đối với anh chị em đồng loại của chúng ta. Thưa anh chị em,
Lễ Thánh Phaolô trở lại, thiết tha mong chờ đây cũng là dịp để cho chính chúng ta trở lại. Chúng ta cũng được Chúa Giêsu cho ngã ngựa, hiểu theo nghĩa bóng, làm cho chúng ta bị mù lòa hoàn toàn, để không còn thấy gì nữa nữa, để chỉ còn trông dựa vào chính Chúa Giêsu mà thôi. Ta cũng sẽ hỏi với Ngài, lạy Thầy, con sẽ phải làm gì để mà chữa lại cái lỗi lầm của con đã phạm với Chúa và phạm với anh em. Xin cảm ơn cha Khánh Sơn, xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta cùng nhau tiếp tục cái nối dài cái suy niệm của cha Nguyễn Khánh Sơn vào trong chính cuộc sống của chúng ta. Amen.